Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, không nói một lời. Giờ phút này, trên màn sáng biểu hiện phá trận nhiều nhất là Ngạo Vô Tâm, tổng cộng đã phá 16 mắt trận. Đầu đà béo, mập ca hát điên điên khùng khùng. Nhưng vì hai tên này không tổn thương người ngoài nên Nam Khâu Vũ mặc kệ. Tiếp theo là cảnh thất có 14 cái, rồi Lý Vân Tiêu, Trình Thanh Ti, mỗi người 9 cái. Tiểu Hồng phá được 4, Ân Chỉ cười khổ lắc đầu biết cách tỷ thí này hơn phân nửa nàng sẽ thua đột nhiên chiến hạm lóe ánh sáng một bóng người đáp xuống te cái bịch xuống đất người đầy máu vĩnh nguyên cốc chủ tinh thần cốc vội vàng chạy tới nâng đệ tử kia dậy thăm dò hơi thở may mắn còn sống cốc chủ thở phào nhẹ nhõm vội nhét mấy viên đan dược vào bộ vĩnh nguyên thở dốc thấy trưởng môn của mình thì vùng vẫy định quỳ dậy đệ tử vô năng chỉ phá được năm mắt trận đã khiến sư phụ thất vọng cốc chủ nói không sao, ngươi đã biểu hiện rất tốt, là ai đánh ngươi bị thương. Ánh mắt mọi người cùng nhìn hướng bộ vĩnh nguyên. Mắt bộ vĩnh nguyên lóe tia sợ hãi nói. Là yêu, người của yêu tộc. Cái gì? Lời thốt ra làm toàn trường giật mình, xôn xao. Nam khâu vũ biến sắc mặt, nhìn bộ vĩnh nguyên chằm chằm hỏi. Người yêu tộc, không thể nào, lão phu nghiên cứu trận tầng mây này nhiều ngày, không có sinh linh tồn tại, huống chi là người yêu tộc. Bộ Vĩnh Nguyên thấy Nam Khâu Vũ không tin mình thì căng thẳng, hô tay múa chân hình dụng người yêu tộc. Thật sự, ta thật sự bị người yêu tộc bị thương. Mục Trinh biến sắc mặt, hiểu ngay câu chuyện. Mục Trinh đã gặp qua người Bộ Vĩnh Nguyên miêu tả là trưởng sử bộ yêu tộc mà ác linh bám vào. Mục Trinh hiểu ngay sách lược của Lý Vân Tiêu, lòng hớn hở. Mục Trinh nhìn hướng màn nước, cảm giác số lượng mọi người phá trận khựng lại không tiến tới. Mục Trinh vội cúi đầu thì thầm bên tai Mục Trang mắt mục trang sáng lên không kiềm được cười phá lên tuyệt thiên hàn vụt quay đầu lạnh lùng hỏi mục trang ngươi cười cái gì chẳng lẽ là các ngươi dở trò quỷ mục trang tức giận quát bà nội nó ngươi phát điên gì vậy không cho lão tử cười sao chiến hạm này là nhà của ngươi là địa bàn nhà ngươi sao tuyệt thiên hàn vốn đã rối rắm buồn phiền giờ bị mục ra châm chọc thì bùng nổ tuyệt thiên hàn nghiến răng nói cười khỉ mốc Từng vòng hơi thở toát ra từ người tuyệt thiên hàn, không ngừng khuếch tán. Người xung quanh sợ hãi vội vàng chạy trốn. Nam khâu vũ biến sắc mặt quá to. Tuyệt thiên hàn. Tim tuyệt thiên hàn rung lên, cắn răng ức chế khí thế trở về nhưng có thể thấy ngừng gã phập phòng kịch liệt, cơn tức không nhỏ. Nam khâu vũ liếc tuyệt thiên hàn, lại lừa mục trang. Hy vọng các vị kiềm chết một chút. Không cần biết trong tầng mây xảy ra chuyện gì đều là so đấu thực lực cá nhân dù có người yêu tộc thực lực của ngươi dở hay xui xẻo gặp phải thì chỉ trách bản thân. Bộ Vĩnh Nguyên gật đầu, gã hiểu đạo lý này. Bộ Vĩnh Nguyên than thở, trách mình xui xẻo. Mắt nam khâu vũ lóe tia âm u nhìn màn nước, lờ mờ hiểu ra. Lý Vân Tiêu không nổi tiếng trong thế gia ẩn thế, nhưng tiếng tăm vang vọng toàn đại lục thiên vũ, ai đều biết hắn có thành khí. Giờ phút này, màn nước biểu hiện tốc độ phá trận của mọi người cơ hồ toàn bộ ngừng lại, chỉ còn Lý Vân Tiêu là đang tăng lên, tiểu hồng cũng tăng từ từ. Nam Khâu Vũ đã đoán được điểm then chốt nhưng vẫn rất giật mình. Muốn một lần ngăn cản 9 người khác cần lực lượng cường đại biết bao, ít nhất phải là ba cường giả đỉnh cửu tinh mới bám chân được cảnh thất, ngạo vô tâm, trình thanh tì. Vậy xem ra dao động năng lượng mạnh mẽ lúc trước, chiến tích bằng không của Ngô Đại Thành chắc chắn là gã đã bị Lý Vân Tiêu giải quyết. Vù 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 vù. Lại một luồng sáng đáp xuống, có người thuấn di đi ra. Mi hoành của huyết nha cung tiến lên nghênh đón, dìu người đó, hỏi. Vân Bằng, sao ngươi cũng đi ra? Đồ Vân Bằng không bị tổn thương gì nhưng biểu tình cực kỳ khó xem, bái kiến Mi Hoành. Tông chủ đại nhân, ta bị người công kích. Mi Hoành giật mình hỏi. Là ai? Đồ Vân Bằng lắc đầu, nói. Không biết. Mi Hoành ngẩn người, nét mặt xa sầm hỏi. Sao không biết được? Thực lực của người đó thế nào? Đồ Vân Bằng vội nói. Thật sự không biết. Người đó rất mạnh, ít nhất là cường giả đỉnh cửu tinh, một đấm đánh nát tất cả năng lực phòng ngự của ta. Nếu ta không khởi động thuấn di phù sớm e rằng đã không về được. Mọi người nghe mà giật mình, các tiếng xì sầm vang lên, đều nghi ngờ. Ân chỉ nói, hay trong tầng mây có gì lạ? Mục Trang cười nói, đương nhiên lạ, nếu không làm sao là địa trận bảo vệ bí tảng. Không chừng hai người này gặp ảo trận sinh ra ảo giác, không chịu nổi tự động trốn ra. Nhiều người đồng ý cách nói này. Dù sao nếu rơi vào ảo trận thì khó mà phân biệt được thật sự. Chính đồ vân bằng cũng nhíu mày, cẩn thận nhớ lại có phải là ảo giác không? Nam Khâu Vũ hỏi, hình dạng của người đó thế nào? Đồ vân bằng miêu tả ngay. Mục Trinh nghe xong biết là tân thần, cố nén mừng thầm, khom người nói nhỏ vào tai Mục Trang. Tuyệt thiên hàn lại giống to. Hai người thì thầm cái gì? Chắc chắn có liên quan các ngươi. Tuyệt thiên hàn nhìn Mục Trang, Mục Trinh nhìn chằm chằm. Mục Trang cười khẩy nói. Như thế nào? Nói nhỏ cũng không được. Quy định kiểu gì? Tuyệt Thiên Hàn lạnh lùng nói. Nếu là quang minh chính đại có cái gì không thể nói công khai, rõ ràng là có tật giật mình. Mục Trang lười biếng rũi eo nói. Ai? Có người muốn tìm hiểu nội bộ tình báo của Mục ra đây mà. Nhưng Mục gia ta luôn quang minh chính đại, không có gì không thể nói. Trinh trưởng lão, nói cho hắn biết vừa rồi ngươi nói cái gì đi. Mục Trinh mỉm cười nói vừa rồi ta nói với tộc trưởng đại nhân là trước khi rời khỏi đảo thông thiên ăn một phần gà xào nấm do đầu bếp tân hoa làm mùi vị cực kỳ ngon tiến cử tộc trưởng đại nhân trở lại cũng nếm thử phụt ha 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 bốn phía rộ lên tiếng cười người mục ra cười té ngửa lảo đảo mục trang cười nói ha 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 thiên hàn đại nhân hay là sau khi tìm báu vật rồi cùng ta về đảo thông thiên nhấm nháp thử bục năm ngón tay tuyệt thiên hàn bấu vào thịt lòng bàn tay Quyền kinh bùng nổ chấn các tiếng cười ngừng bật. Mọi người kinh hồn táng đảm đi xa, sợ bị lan đến. Tuy ít người biết Lý Vân Tiêu có được thánh khí hưng cũng có người nghe nói, cộng thêm mục gia vui sướng khi người gặp họa, số lượng phá trận trên màn nước đã có nhiều người lén thảo luận. Nghe nói Lý Vân Tiêu có thánh khí, bên trong chứa nhiều cao thủ tuyệt thế, chắc chắn là hắn làm. Ừm, tuy thực lực của Lý Vân Tiêu không tầm thường nhưng mục gia luôn kiêu ngạo, nếu không có thánh khí hơn phân nửa đã không nhìn chúng hắn, ta tin giờ các ngươi mới biết sao lúc ta ở đại lục thiên vũ đã thấy rồi hơn nữa nghe nói bên trong tự thành thế giới có mười mấy vạn người khoa trương quá vậy thế này còn so tài làm chi hắn trực tiếp kêu mười mấy vạn người ra các tuyển thủ khác chết tươi ngay các tiếng bàn luận suy đoán như bệnh độc khuếch tán cơ hồ tất cả đều nghe thấy thanh khí rất nhanh tin đồn truyền vào tai ân trì gã giật mình ra mặt mục trang huynh trong tay lý vân tiêu có thanh khí chiến hạm hoàn toàn yên tĩnh mọi người nín thở vãnh tia lắng nghe dù sao chuyện có được thánh khí rất kinh sợ mặc dù mọi người đều đồn nhưng thật khiến người khó tin đầu đà béo gầy hét to không công bình không công bình hai người có nghe tin đồn quan trọng nhất là số lý vân tiêu phá trận đã vượt qua ngạo vô tâm được 23 cái ngạo vô tâm chỉ có 22 thời gian dài chưa nhích thêm chút nào nguyên chiến hạm bắt đầu ồn ào toàn là tiếng kêu la không công bằng số lượng dấu hiệu của cảnh thất cũng mãi không tăng lên, chỉ có Lý Vân Tiêu là tăng nhanh, Tiểu Hồng tăng từ từ. Hơn nữa Tiểu Hồng và Lý Vân Tiêu quen thân, càng khiến mọi người khẳng định chắc chắn là Lý Vân Tiêu giở trò quỷ. Đa số người hùa theo cho vui, ai hạng nhất, hạng hai chẳng liên quan gì họ, có náo nhiệt là có người hích là họ. Nam Khâu Vũ ngồi không yên, gần như khẳng định Lý Vân Tiêu là người sử dụng giới thần bi, chẳng qua cường đại đến mức làm Nam Khâu Vũ giật mình. Lão Phu đi xem thử. Nam Khâu Vũ định bước đi nhưng bị Mục Trang chặn đường. Nam Khâu Vũ khó chịu hỏi. Mục Trang đại nhân có ý gì? Mục Trang nói. Không nói đến Lý Vân Tiêu có thánh khí thật không, lùi một vạn bước cứ cho rằng hắn có cũng không làm trái quy tắc vũ quyết. Nam Khâu Vũ đại nhân mạo muội tiến vào sẽ phá hư công bằng. Công bình, công bình cái con khỉ. Tuyệt thiên hàn chửi um lên. Sử dụng thanh khí, mười mấy vạn người đi ra vây công mấy người mà bảo là công bằng đúng rồi, công bình khỉ mốc. Người xung quanh kêu la ồn ào, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Con ngươi mục trang co rút, ánh mắt sắc bén như đao, sát khí thực chất quét bốn phía. Thoáng chốc tiếng hút khí lạnh vang lên không dứt, toàn bộ thụt lùi. Trinh trưởng lão, nhìn cho kỹ là ai la hù theo, chờ xong vũ quyết sẽ tự mình đến bái phỏng tâm sự với bọn họ, tâm sự lý tưởng và cuộc đời. Mọi người biến sắc mặt, vội vàng che miệng không dám nói lung tung, chiến hạm bỗng chốc lặng ngắt tuyệt thiên hàn cười khẩy nói mục trang ngươi là cái thứ gì cũng dám uy hiếp người trên địa bàn thiên tiệm nhai mục trang hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên ta chẳng là gì thiên hàn đại nhân đây mới là thứ gì ta chỉ muốn nói đạo lý với nam khâu vũ đại nhân võ quyết đã bắt đầu quy tắc đã định muốn bỗng nhiên phá hỏng sao nam khâu vũ nói lúc đặt quy định không suy xét điều này bên ngoài luôn đồn lý vân tiêu có được thánh khí hiện giờ xem ra hơn phân nửa là thật Nhất Thiên đại nhân có quen biết với Lý Vân Tiêu, không biết người thấy sao. Vạn Nhất Thiên luôn không nói câu nào giờ mới lên tiếng. Ta không rõ ràng Lý Vân Tiêu có thánh khí hay không, trọng bảo như vậy có ai lấy ra khoe khắp nơi không. Mục Trang lạnh lùng cười. Nhất Thiên tiên sinh cũng không thể xác nhận, thêm nữa trong vũ quyết cảnh thất có thể tham gia với tư cách dưới 30 tuổi, Lý Vân Tiêu không được cầm thánh khí tham gia sao. Nếu hiện tại ngừng so tài hoặc phá quyết đặc biệt với Lý Vân Tiêu thì cảnh thất lăn lộn tới bây giờ thì tính sao? Nam Khâu Vũ ngây người, rơi vào khó xử. Thanh khí tồn tại đúng là phá hủy cân bằng, nhưng trước khi đặt ra quy tắc, chưa ngờ mấy chuyện này, Cảnh Thất cũng luôn lách lỗ hỏng quy tắc chơi tới bây giờ. Nếu đặc biệt xử lý Lý Vân Tiêu vậy, phải tính luôn Cảnh Thất. Cao nhất đầu là Cảnh Thất còn giết Hồ Ngọc Cung, nếu hiện tại xử lý Cảnh Thất thì cái chết Hồ Ngọc Cung ra sao? Võ Quyết liên quan đến lợi ích quá lớn, mỗi tông môn cãi theo ý, ra một chút sai sót là sẽ bị phóng to vô han, khi đó khó thể kết thúc đầu đà mập la lên. Chúng ta không cần biết giải quyết cảnh thất thế nào nhưng nhất định phải xử lý Lý Vân Tiêu. Gạt bỏ thành tích của hắn, để hắn xếp chót, vô tâm của gia đệ nhất. Đầu đà gầy kêu lên. Lão thất phu mục trinh nhà người, đồ bán khôi lỗi, chừng cái gì. Đến đây, hoan nghênh sau vũ quyết đến ngạo ra tìm huynh đệ chúng ta tán gẫu, bàn về lý tưởng và cuộc đời. Mục trinh câm nín, quay đầu đi, lười xem hai người này. Ân chỉ mở miệng nói. Ta cho rằng mục trang huynh nói có lý. Quy tắc có lỗ hổng không trách người khác được. Hơn nữa trước đó cảnh thất lợi dụng lỗ hổng mà không xử lý, hiện tại Lý Vân Tiêu lợi dụng lỗ hổng lại muốn phạt hắn thì sao phục chúng? Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh. Ân trì, ngươi vì binh Lý Vân Tiêu mới nói vậy đi. Nếu Lý Vân Tiêu không trói buộc mấy người khác, cô nương ốc tông môn các ngươi trăm phần trăm xếp chót. Mọi người nhìn mà nước. Hiện tại thứ bậc của Tiểu Hồng từng bước tăng lên, đã đến 13 mắt trận sắp vượt qua cảnh thất trở thành hạng ba. Ân chỉ nói, ha ha ha, thiên hàn đại nhân nói đúng, nhưng thế thì sao? Đương nhiên ta được lợi mới nói vậy, không lẽ bị tổn hại mới nói thế? Vậy chẳng phải ta là đồ ngu sao? Tuyệt thiên hàn nghẹn họng, không biết nên phản bác thế nào. Ngươi, vi thi thi lên tiếng, bản cung cũng cho rằng không thể sửa quy tắc, lần này ra sai sót thì lần sau bù đắp là được. Mục Trang hơi ngạc nhiên, không ngờ vi thi thi sẽ đứng về phía gã nhưng mục trang hiểu ngay vi thi thi không phải giúp gã mà là lý vân tiêu nam khâu vũ trầm ngâm một trận nói vũ quyết lần này liên quan ích lợi quá lớn các vị đều bộc lộ thần thông tìm cách trái quy tắc khiến thiên tiệm nhai không kịp trở tay nhưng việc đã đến nước này không thể sửa lại quy tắc tiếp tục tỉ thí đi nam khâu vũ nói xong bình tĩnh ngồi xuống các tông môn có tên trên bảng hơi bất mãn nhưng chỉ có tuyệt thiên hàn Ngạo gia là biểu hiện kịch liệt, bởi vì thành tích của tông phái khác đều nằm trong tầm mong muốn, dù xử lý Lý Vân Tiêu thì thứ hạng cũng sẽ không thay đổi. Cái chết của Ngô Đại Thành làm Tuyệt Thiên Hàn rất buồn giận. Ngạo gia vốn được hạng nhất giờ sắp biến thành hạng hai, thậm chí là ba. Nam Khâu Vũ lạnh lùng nói: quả nhiên tất cả cảm thấy lão phu lớn tuổi dễ ăn hiếp, ra quyết định cũng không có người phục. Nam Khâu Vũ lắc người biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt đầu đà báo gầy, hai trưởng vũ gia hai người la lớn giọng nhất, không ngờ Nam Khâu Vũ đột nhiên ra tay, giật mình vội dơ trưởng chống lại. dù hai người phòng ngự trước cũng không đỡ nổi một kích của Nam Khâu Vũ, chứ nói gì bị tấn công bất ngờ. bùm bùm, hai trưởng vỗ vào ngực đầu đà béo, gây bắn ra hai vòi máu, mọi thanh âm ngừng bật. hai người bị chấn bay lên, lăn lông lốc trong không trung. hai người bay ra chiến hạm rơi xuống mặt đất vô tận bên dưới. mấy chục tiếng hút không khí vang lên, ai nấy mặt trắng bệch, ui không biết chết chưa. Tuyệt thiên hàn bình tĩnh lại ngay, không hé răng nữa. Nam khâu vũ ngồi xuống vị trí, nói. Làm người nên hiểu tôn trọng người khác, đừng có vô lý gây rối. lão phu phải dạy cho bọn họ chút đạo lý làm người. Nếu người ngạo ra muốn lão phu đi nói chuyện lý tưởng và cuộc đời với bọn họ thì lão phu cũng không ngại. Mọi người không dám lên tiếng, may trên chiến hạm không có người ngạo ra nào khác, bọn họ chỉ có ba người đến. Mục Trang cười nói, ha ha ha, Nam Khâu Vũ đại nhân công chính nghiêm minh, không thiên vị, đây là nguyên nhân tại sao mọi người luôn tin phục thiên tiệm nhai. Có người hùa theo khen. Đúng rồi, luật thép của thiên tiệm nhai ai cũng phải tuân theo, tuyệt đối không ngoại lệ, khiến người tin phục. Đúng vậy, công chính nghiêm minh, nghĩa bạc vân thiên. Hai người điên không biết tốt xấu, cứ la hét ung um sùm khiến người bực bội. Không thể phá vỡ quy tắc, một khi có tình huống tạm thời thay đổi quy tắc thì hậu quả không thể tưởng tượng các loại nhịnh hót nổi lên bốn phía, toàn là khen. Nam Khâu Vũ không thích thú gì, lạnh nhạt nói. Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Mục Trang cười tủm tỉm, vui vẻ nhìn màn nước. Lý Vân Tiêu đã vững vàng ngồi ở đệ nhất, còn lại không nhiều mắt trận, dù ngạo vô tâm phá vỡ hết cũng không đuổi kịp. Vù 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 vù. Lại một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, chính là trương hạo ca của Đan Dương Tông. Tông chủ Đan Dương Tông, sai tuấn nhìn thứ hạng màn nước, mỉm cười. Trương Hạo Ca xếp hạng 7, thành tích đã khiến gã rất vừa lòng. Mọi người kinh kêu. Mắt trận cuối cùng đã bị phá. Ánh mắt mọi người tập trung vào thứ hạng trên màn nước, nhìn ký hiệu mắt trận cuối cùng rơi vào dưới tên Lý Vân Tiêu. Tổng cộng 81 ấn ký, toàn bộ đầy đủ. Ân chỉ vuốt dâu cười rất tươi. Ha ha, không sai, không sai. Tiểu Hồng được thành tích hạng 3, ít hơn ngạo vô tâm một cái, tuy hơi tiếc nhưng đã vượt xa ân chỉ mong chờ tầng mây đằng trước chiến hạm cuồn cuộn không ngừng giạt ra hai bên biến mất phía xa một luồng cầu vồng từ đâu bắn tới không ngừng phóng lớn trên không trung phản chiếu chân trời cực kỳ xinh đẹp tầng mây giạt ra xa mấy trăm dặm mấy thí sinh đều lộ ra vẻ mặt lý vân tiêu nhàn nhã tiểu hồng thì cứ dậm chân dường như trời chưa đã những người khác mặt lạnh băng tràn đầy mệt mỏi có người bị thương triệu nhật thiên bị thương khá nặng sách kiếm đứng trên cao thở hổn hển khi mấy người cùng nhìn chằm chằm một hướng, thấy hứa hạng trên màn nước phía trên cao thì vừa kinh vừa giận, cùng nhìn Lý Vân Tiêu. Chỉ có Tiểu Hồng che miệng nhảy cẫng lên, vỗ tay nói. Hạng ba, Tiểu Hồng hạng ba, tông chủ đại nhân có thấy không? Ân chỉ cười nói. Ha ha, nhìn thấy, bổn tọa nhìn thấy, Tiểu Hồng rất giỏi. Trinh Thanh Ti nói. Lý Vân Tiêu, đều là chuyện tốt người làm. Lý Vân Tiêu lười biếng nói. Chuyện tốt, nàng lấy đâu ra chuyện tốt. Trình Thanh Ti tức hộc máu, phụt, Trình Thanh Ti vừa xấu hổ vừa tức tối cắn răng nói. Ta giết ngươi. Nàng bỗng nhiên vọt tới, mấy giây đã đến trước mặt Lý Vân Tiêu, lửa giận ngút trời từ bàn tay hóa đao chém xuống. Lý Vân Tiêu không chút hoang mang hai tay vỗ trước mặt, kẹp trưởng đao của Trình Thanh Ti, uy lực khủng bố giặt sang hai bên. Không khí quanh thân hai người bốc cháy hừng hực ngọn lửa. Trình Thanh Ti nổi điên, nhưng mặc cho nàng dùng sức cỡ nào thì trưởng đao không thể nhấn xuống nửa phần. Trình Thanh Ti tức quá hơn nắm đấm tay trái. Hai tay Lý Vân Tiêu gồng sức đẩy Trình Thanh Ti ra mấy trượng, thu tay phải về biến trường ấn đánh ra. Dầm. Hai người đều là khí kình cương mãnh tuyệt cường, va chạm với nhau, Trình Thanh Ti lại bị hất văng xa mấy trượng, Lý Vân Tiêu thì lù lù bất động. Hai tay Trình Thanh Ti siết chặt, người khẽ run, khí thế cùng bạo khuếch tán quanh thân, tóc dài hơi rối. Cảm xúc trong mắt Trình Thanh Ti dần bình tĩnh lại, trở nên sắc bén trong suốt. Lý Vân Tiêu cau mày lại, hắn biết Trình Thanh Ti đang thi triển chiêu thức cực kỳ sắc bén. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường nhưng cũng không sợ. Con ngươi vi Thì Thì co rút qua to. Thanh Ti, dừng tay. Trình Thanh Ti dùng mình, quay đầu nhìn sư phụ, dường như rất không muốn nghe lời. Trình Thanh Ti dậm chân, buồn bực tán đi nguyên lực toàn thân. Trình Thanh Ti nhảy người mấy cái đáp xuống chiến hạm, dẫn dỗi đứng sau lưng vi thi thi, đưa lưng hướng nàng. Vi Thi thì nói: Ta biết ngươi bực tức, biết Lý Vân Tiêu dở thủ đoạn. Nhưng có đại nhân Thiên Tiệm Nhai ở đây, trưởng môn các tông các phái cũng có mặt, không đến lượt ngươi bướng bỉnh. Mấy người còn lại trên bầu trời đều bay trở về, biểu tình cực kỳ âm trầm. Ngạo vô tâm quét mắt tìm kiếm, kinh ngạc hỏi: Đầu đà béo gầy đâu? Nam Khâu Vũ nói: Hai người đó quấy rối đã bị lão phu đánh rơi xuống chiến hạm. A, à, ngươi ngạo vô tâm giật bắn người nhún chân bay ra khỏi chiến hạm rơi xuống mặt tuyệt thiên hàn lạnh băng đôi nữ nhi của gã đã xỉu tuyệt thiên hàn lạnh lùng nói lý vân tiêu ngô đại thành đâu lý vân tiêu lộ vẻ mặt kinh ngạc hỏi ngươi biết hắn tên ngô đại thành mọi người đều thấy lạ thì ra tuyệt thiên hàn biết người kia là giả mạo nhưng tại sao vẫn gả nữ nhi của mình cho ngô đại thành tuyệt thiên hàn sắc mặt âm trầm nói không cần ngươi lo ta chỉ muốn biết có phải hắn bị ngươi giết. Lý Vân Tiêu cười nhạt, rất muốn nói là hắn giết, nhưng sự thật không phải. Ngô Đại Thành vào tầng mây liền mất tích, Sa Viu tìm nửa người nhưng không thấy bóng dáng Ngô Đại Thành đâu, chẳng lẽ bị người khác giết. Lý Vân Tiêu nhìn hướng cảnh thất, nơi này chỉ có mình cảnh thất là có khả năng giết Ngô Đại Thành nhất. Cảnh thất hừ mạnh, sắc mặt còn khó xem hơn tuyệt thiên hàn. Ừ, vũ quyết lần này cảnh thất mặt dày với thân phận chủ một phái tham gia vậy mà chỉ được hạng bốn hơn nữa thần sát thi khôi bị tổn thất cảnh thất cảm giác sắp không kiềm nén cảm xúc được nữa chỉ muốn đại khai sát giới tuyệt thiên hàn tức giận quát rốt cuộc có phải là ngươi giết không cho ta một đáp án lý vân tiêu trầm ngâm một lúc ta không giết hắn cái gì mọi người ngây ra khó tin xem bộ dạng của cảnh thất rõ là gã không giết người tuyệt thiên hàn nhìn hướng trình thanh ti tiểu hồng triệu nhật thiên ba người lắc đầu vậy là chỉ còn lại ngạo vô tâm, trông gã không giống loại người tùy tiện giết người. Tuyệt Thiên Hàn hỏi, nếu đã không giết vậy Ngô Đại Thành đi đâu? Lý Vân Tiêu nhìn chiến tích số không của Ngô Đại Thành trên màn nước, lòng tràn đầy thắc mắc. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, bản thiếu gia cũng rất muốn biết hắn đi đâu. Sắc mặt Tuyệt Thiên Hàn tốt hơn một chút, nhưng vẫn hỏi tiếp. Lúc trước trong tầng mây truyền ra gia dao động lực lượng cực mạnh là ngươi làm. Lý Vân Tiêu biết Tuyệt Thiên Hàn đang hỏi cuộc chiến ới đế dạ, hắn lạnh lùng nói. Có phải bản thiếu gia đi tiểu mấy lần cũng phải báo cáo cho ngươi không? Tuyệt Thiên Hàn hừ mạnh, nhưng không cưỡng cầu. Biết Ngô Đại Thành không chết thì nỗi lòng Tuyệt Thiên Hàn bình tĩnh nhiều. Ân chỉ hỏi. Thiên Hàn huynh, Ngô Đại Thành rốt cuộc là ai? Nếu huynh đã biết hắn giả mạo Lý Vân Tiêu vậy tại sao còn? Ân chỉ nhìn đôi mỹ nữ song sinh, tuy sắc mặt hai mỹ nhân còn tái nhưng đỡ hơn trước nhiều. Tuyệt Thiên Hàn nói không cần ngươi quan tâm. Ân chỉ bị mất mặt, lười hỏi tiếp. Chốc lát sau Ngạo Vô Tâm từ bên dưới bay lên, hai tay chụp đầu đà béo gầy ném xuống sàn tàu. Hai người không chết, chỉ bị trọng thương ngất xỉu. Ngạo Vô Tâm oán trách. Nam Khâu Vũ đại nhân xuống tay hơi nặng. Nam Khâu Vũ nói: "Lão phu cũng rất xấu hổ." Ngạo Vô Tâm nói: "Tuy đầu đà béo gầy hơi khủng điên chút nhưng bản tính không xấu, đại nhân thế là hơi lỗ mãng." Nam Khâu Vũ gật đầu, nói. Lão Phu thấy xấu hổ vì chưa đánh chết bọn họ. Đổi làm người khác đã sớm một trường đập chết rồi, xem ra Lão Phu vẫn còn kiên kỵ ngạo ra các người nên mới nương tay tha mạng cho họ. Lão Phu mất tính công bằng, thật xấu hổ. Ngạo vô tâm, chấm chấm chấm. Mọi người toát mồ hôi lạnh. Nam Khâu Vũ nói chuyện quá trực tiếp, nếu thật sự giết đầu đà béo gầy thì lớn chuyện. Ngạo vô tâm không biết nên nói cái gì, câm nín. Ngạo vô tâm kéo đầu đà béo gầy vào góc trị thương. Nam Khâu Vũ nói, tầng mây đã phá, đi bí tảng đi. Chiến hạm khởi động vô số trận pháp đột nhiên hóa thành một luồng sáng vọt tới trước. Biển mây mênh mông vô bờ đằng trước bị trận pháp rẽ ra thì không còn một áng mây, hoàn toàn biến hóa thiên địa. Tâm tình của mọi người dần tạo kích động, mấy ngàn người đứng nhưng ít có tiếng vang. Tia sáng bốn phía dần tối đi, rất nhanh đen như màn đêm, một mảnh hư vô, không trông thấy gì. Thần thức có thể kéo dài vô hạn tại đây, hoàn toàn không thăm dò được bất cứ thứ gì. Mục Trang nói, đã xác định nơi không sai. Nam Khâu Vũ xoay người nhìn Vạn Nhất Thiên, lúc này lão thành tiêu điểm của mọi người. Vạn Nhất Thiên kích động nói, không sai, chính là nơi này. Đại nhân hãy cho chiến hạm dừng lại. Nam Khâu Vũ lập tức ra lệnh dừng chiến hạm. Ánh sáng đen lóe lên trong tay Vạn Nhất Thiên, một khối vuông bằng sắt nằm trong lòng bàn tay. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm, giống y như cái giả ngày trước hắn lấy ra. Xem ra cáo giả này sớm làm cái giả mang theo bên người. Vạn Nhất Thiên ném chìa khóe lên cao, lão cũng bay lên, liên tục bâm các loại ấn quyết đánh vào chìa khóa. Tốc độ ấn quyết cực nhanh, để lại chuỗi tàn ảnh trên bầu trời như có hơn 10 vạn Vạn Nhất Thiên cùng thi triển. Chìa khóa từ từ mở ra, hình vuông, có bốn mặt đổ xuống bốn hướng như một đóa hoa lôi nở rộ. Bên trong có một luồng sáng bắn lên cao trăm trượng, khuếch tán trên bầu trời như pháo hoa. Một vầng sáng lan tràn canh giờ, bầu trời đêm trở nên sáng ngời. Mọi người thế mới phát hiện mình đang trong không gian độc lập. Lúc trước thần thức không cảm giác được sự vật gì nên không biết tận cùng, giờ rõ ràng phát hiện không gian này dài rộng khoảng hơn 10 dặm, khắp nơi trôi nổi vài thứ. Có người la lên. Bí tàng, quả nhiên là bí tàng chân long. Người đó nhìn giữa hư không gần đó có một vật chậm rãi trôi tới, là một hộp ngọc. Người mắt sắt thấy rõ phong ấn trên hộp không tầm thường. Nam Khâu Vũ quát to: "Đừng nhúc nhích." Thanh âm chợt nổ vang chấn tâm hồn mỗi người, làm những kẻ ham hở muốn chạm vào đều biến sắc mặt, bình tĩnh lại. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hơi kỳ dị, nhíu chặt mày. Tuy không gian này lớn nhưng không kỳ lạ chút nào, không có lực lượng gì thần thông. Trong đầu Lý Vân Tiêu vang lên lên giọng Savil: "Không đúng, không đúng." Savil phát hiện có điều lạ. Đây tuyệt đối không phải long vực, chỉ là một không gian chữ vật bình thường. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Không gian chữ vật. Lý Vân Tiêu liền đoán được điều gì? Cái gọi là bí tàng có lẽ chỉ là trong một huyền khí chữ vật. Nhưng không gian huyền khí không thể chứa sinh linh tiến vào. Sa Viu hừ lạnh. Có gì mà kỳ, không chừng ngày xưa huyền khí chữ vật cũng là đẳng cấp thánh khí, hoặc huyền khí này sớm mất đi chỉ còn lại không gian bất diệt, vô số thời gian lắng động tự mình diễn hóa ra. Lý Vân Tiêu gật gù. Suy luận của Sa Viu rất có lý, dường như đúng thật là vậy. Sa Viu than thở. Báo hại ta mừng hụt, nhưng được một thanh chân long chi kiếm cũng tốt rồi. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ nếu nơi đây chỉ là một không gian chữ vật thì cái gọi là vạn linh chi địa ở đâu. Chẳng lẽ đúng như Nam Khâu Vũ nói là thời không phản chiếu từ thượng cổ chiếu tới, không tồn tại trong thời gian hiện thời. Vạn Nhất Thiên rất kích động, lòng nhỏ máu. Vì trở về thương minh, Vạn Nhất Thiên bất chấp đây là bí tàng tổ tiên vất vả truyền thừa xuống mục lục thì chắc các vị đã xem rồi nam khâu vũ nói đúng vậy nhưng mấy thứ này đã bị phong ấn không thể nghiên cứu bên trong có cái gì thật khó chọn mục trang nói hay là vậy đi gom hết mọi thứ lại lần lượt giải phong rồi chọn sau vậy là không lầm không được tuyệt thiên hàn phản đối ngay lúc trước đặt ra quy định không như vậy lý vân tiêu là đệ nhất vũ quyết có thể chọn trước nhưng không được giải phong ra nhìn. Tuyệt thiên hàn thầm đắc ý và vui vẻ. Những phong ấn này cực mạnh, không thể nhìn thấu bên trong chứa cái gì. Mọi người đều ủng hộ. Đúng, không thể giải phong. Bọn họ hơi kích động, cái kiểu người mù sờ voi thế này khiến họ có cơ hội rất cao lấy được thứ tốt, chọn trước không có ưu thế gì lớn. Mục trang biểu tình cực kỳ khó xem. Tuyệt thiên hàn nhấn mạnh lần nữa. Ha ha ha, mọi thứ làm theo quy định, không thể tùy ý sửa đổi quy định không sai lệch tuyệt thiên hàn dùng quy định đè người nam khâu vũ trầm ngâm nghĩ đến lý vân tiêu và cảnh thất gian dối thế là gật đầu nói thiên hàn đại nhân nói có lý mọi chuyện cứ theo lời đã nói lúc trước nhưng không thể giải phong mấy thứ này sợ có một số thiên tài địa bảo hong ấn bên trong nếu giải phong thì linh khí sẽ biến mất hết vậy tổn thất lớn mục trang ân trì liếc nhau tràn đầy bất đắc dĩ mục trinh lắc đầu diệu pháp linh mục cũng không nhìn thấu được bên trong. Lý Vân Tiêu lên tiếng. Không thể giải phong cũng không sao, bản thiếu gia chọn đây. Lý Vân Tiêu mắt lóe tia sáng, quanh con người có phủ văn kỳ dị cuồn cuộn như có thể nhìn thấu phong ấn. Tuyệt thiên hàn kinh kêu. Ngươi, ngươi có thể nhìn thấu phong ấn. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Tam tạm. Mọi người biến sắc mặt, xoe tròn mắt. Nếu nói bọn họ là người mù sờ voi mà có người khác thấy rõ ràng thì còn chọn gì nữa. Tất cả đồ tốt đều bị người ta chọn hết, huống chi người ta được quyền chọn trước. Ngươi, cái này. Tuyệt thiên hàn đột nhiên cảm thấy gã tự bê đá đập trúng chân mình. Vạn nhất thiên nói. Không biết vân thiếu gia định chọn vật gì. Lý vân tiêu đáp ngay. Chân long chi kiếm. Mọi người biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem, hiển nhiên bọn họ cũng rất khao khát thanh kiếm này lý vân tiêu bay ra ngoài tốc độ siêu nhanh xuyên toa trong toàn không gian thời gian khoảng một tách trà sau lý vân tiêu lại xuất hiện ở mũi chiến hạm biểu tình hơi khó xem nơi này không có chân long trì kiếm mọi người giật mình kêu lên cái gì vạn nhất thiên ngạc nhiên qua đi vội nói không thể nào từ khi tổ tiên vào bí tàng thì không ai đi vào nữa nam khâu vũ gật đầu nói đại trận tầng mây bên ngoài chưa bị vị phá lại không có chìa khóa đúng là khó tiến vào. Có khi nào chân long chi kiếm phong ấn quá kín nên ngươi không cảm giác được. Lý Vân Tiêu lấy ngọc giản ra, nói. Nhất thiên huynh đưa phù lục tổng cộng ghi chép 1773 món bảo bối. Ngày xưa tổ tiên của huynh lấy đi 500 món, còn lại 1273 món. Các vị hãy nhìn xem, vật phẩm nơi đây chỉ có 1263 món, vừa lúc thiếu 10. Lý Vân Tiêu nói thế, mọi người vội dùng thần thức quét qua với lực lượng thần thức của các đại cao thủ đương nhiên liếc sơ liền thấy rõ, đúng là có 1.263 món. Mọi người cùng nhìn Vạn Nhất Thiên. Vạn Nhất Thiên la lên. Sao có thể như vậy? Tiên tổ ghi chép tuyệt đối không sai. Lý Vân Tiêu nói. 1.773 món bảo bối này tuy là vật hiếm có, nhưng chỉ có 32 món xứng là trí bảo, kiến bản thiếu gia thẻ muốn. Giá trị 23 món này hơn xa mấy thứ khác, Ngày xưa tổ tiên vạn ra không khách sáo lấy đi 20 món, chỉ còn lại 10. Các vị liều mạng tham gia vũ quyết chắc mục tiêu là 10 món này, vừa rồi ta đi dạo một vòng, thiếu 10 món chính là chúng. Cái gì? Mọi người càng rung động. Nam Khâu Vũ biến sắc mặt hỏi. Vân Thiếu Gia có mấy phần nắm chắc chuyện này là thật. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Mấy phần nắm chắc, bản Thiếu Gia có diệu pháp linh mục thấy rõ những thứ bị phong ấn bên trong, vậy nói xem ta có mấy phần nắm chắc mọi người chuyển sang nhìn vạn nhất thiên nhiều người mắt bắn ra sát khí người vạn nhất thiên lạnh lẽo hết một nửa nhưng rất nhanh bình tĩnh lại nói lão phu chưa từng vào bí tàng này dù có xung đột với ghi chép trong mục lục nhưng không thể trách lão phu đi hơn nữa các ngươi có ai dám nói sẽ cướp được những trí bảo này đa số người chỉ có thể đạt được hơn một ngàn đẳng cấp chân bảo đã tài phú kích xù nam khâu vũ nói nhất thiên huynh nói rất đúng chuyện này không thể trách hắn Mọi người bình tĩnh ngẫm lại, thấy cũng có lý. Dù mười trí bảo còn cũng không đến lượt họ. Ân trì hỏi, còn hai món trí bảo nữa là cái gì? Tuy ân trì xếp hạng ba nhưng miễn ngạo vô tâm không chọn chúng thì cơ hội của gã vẫn rất lớn. Có vẻ Lý Vân Tiêu và Tiểu Hồng quan hệ rất tốt, ân trì và Mục Trang cũng chơi hân, gã có thể nhờ Lý Vân Tiêu chọn giúp. Lý Vân Tiêu nói, không linh diệu thư, ma thạch. Tim mọi người đập nhanh, dù chỉ còn lại hai thứ cũng có giá trị rất lớn, khiến người thèm muốn. Đặc biệt là không linh diệu thư, một loại công pháp tuyệt thế. Vạn bảo lâu của ngạo ra chảy ra từ đây, khiến người mơ màng. Mục Trang hỏi, không biết Vân Thiếu gia định chọn thứ nào? Thiếu 10 món trí bảo nhưng Mục Trang không đau lòng vì quyền lựa chọn món đầu tiên đã cho Lý Vân Tiêu. Được đệ nhất vũ quyết, có thêm 30 danh ngạch vào lang hoàn thiên đã là vượt giá trị. Lý Vân Tiêu nói, ma thạch. Lý Vân Tiêu chụp hư không, một hộp ngọc hình vuông rơi vào tay hắn, to cỡ dưa hấu. Mọi người nhìn chằm chằm hộp ngọc, không ai biết ma thạch là cái gì nhưng đã xếp vào hàng trí bảo tất nhiên bất phàm. Nhiều người mắt lóe tia kỳ dị, không chỉ vì ma thạch còn vì tin đồn Lý Vân Tiêu có thánh khí đã là điều khẳng định, bảo trong lòng bọn họ không nóng lên là không thể nào. Nhưng vì e ngại thực lực Lý Vân Tiêu cường đại, lúc trước trên đảo La Phù ai đều chịu ân huệ của hắn, nhiều ít còn chút lương tâm nên từ bỏ ý đồ. Thật ra Lý Vân Tiêu cũng rất muốn xem không linh diệu thư nhưng ma thạch. Khi thần thức của Lý Vân Tiêu quét vào trong thì không kiềm được tim đập nhanh. Bên trong có cảm giác như nghe hồng thạch, cộng với cái tên. Lý Vân Tiêu không kiềm được chọn ma thạch. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu nhìn thấu phong ấn, cục đá to cỡ dưa hấu có màu xám trắng, khác hẳn với hình dạng nghe hồng thạch, nhưng cho hắn cảm giác rất quen thuộc. Nam Khâu Vũ nói, vô tâm, đến lượt ngươi. Ngạo vô tâm bước ra, chắp tay hướng Lý Vân Tiêu. Vân Thiếu Gia, xin hỏi không linh diệu thư ở đâu? Ta không nhìn hấu những phong ấn này, mong Vân Thiếu Gia không tiếc chỉ dạy cho. Lý Vân Tiêu cười nói. Vô tâm, ngươi là trẻ ngoan nhưng xin lỗi, ngươi phải tự dựa vào mình. Ngạo vô tâm đã chuẩn bị tâm lý từ trước, buông tiếng thở dài. Ai? Ngạo vô tâm tự mình tìm kiếm, rất nhanh phát hiện một cái hộp dài, bên trong giường như chứa ngọc giản, trực tiếp chụp lấy nó. Ngạo vô tâm mở ra xem, Quả nhiên bên trong có một ngọc giản màu vàng. Sắc mặt mọi người bừng sáng. Nhưng ngạo vô tâm không kích động, gã liếc Lý Vân Tiêu, thấy đối phương nhếch môi treo nụ cười thì cười khổ nói. Xem ra không phải. Ngạo vô tâm không thèm nhìn ngọc giản, trực tiếp cất đi, quay về chiến hạng. Nam khâu vũ nói. Bích lạc tông hạng 3, chọn đi. Lý Vân Tiêu phất tay. Tiểu Hồng, lại đây, đại ca ca đề Y cho ân chỉ cười ngoác tận mang tai vỗ tiểu hồng mau đi qua tiểu hồng nhảy nhót tới bên cạnh lý vân tiêu hắn giơ tay chụp không khí một luồng sáng phía xa bay tới lơ lửng trên cao lý vân tiêu chỉ vào thứ đó nói chọn cái này tiểu hồng chớp mắt nói đại ca ca tiểu hồng muốn ma thạch lúc trước đại ca ca chọn lý vân tiêu giật mình hỏi tiểu hồng có phải đã nhận ra cái gì tiểu hồng lắc đầu nói Tiểu Hồng cũng không biết, nhưng Tiểu Hồng rất muốn khối ma thạch đó, rất muốn rất muốn. Đại ca ca cho Tiểu Hồng được không? Lý Vân Tiêu vuốt chán Tiểu Hồng, nói. Tiểu Hồng, xin lỗi, không thể cho Tiểu Hồng khối ma thạch đó được. Tiểu Hồng dùng mình, trong mắt có gợn sóng hiện ra, khuếch tán từng vòng ma văn màu đen, dường như đang cố gắng ức chế và nhẫn nại. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Mục Trang. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút, hai tay vội vàng bấm quyết đánh vào người tiểu hồng từng đợt phong ấn bay vào các đại khiếu huyệt của tiểu hồng tạm thời phong lực lượng ma nguyên tiểu hồng ngồi xổm trên mặt đất toàn thân run run một lúc sau tiểu hồng đứng lên trong mắt tràn đầy nước mắt tiểu hồng run giọng nói đại ca ca người người xấu suýt nữa lại đến mọi người giật mình nhìn lý vân tiêu và tiểu hồng không hiểu ra sao tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn